Hello bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Gen Z Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay ngày 21 tháng 3, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn mến, Galaxy Note 20 được đồn có tên mã là Canvas, có nghĩa là C2, là một mẫu Note. Chưa rõ liệu sẽ có phiên bản C0 hay C1 hay không, nhưng hãy chú ý tới ký hiệu Kona, đó là tên của chipset Snapdragon 865 liên tục xuất hiện trong các bảng điểm chuẩn. Nếu Qualcomm cho ra mắt một chipset Snapdragon 865 cộng vào cuối năm nay, Samsung cũng sẽ không sử dụng công nghệ này bởi dòng Note cũng không sử dụng 855 cộng. Tuy nhiên thì phiên bản cụ thể này được dự kiến dành cho các tín đồ tại Mỹ, vì vậy còn quá sớm để khẳng định loại chipset nào sẽ được sử dụng trên các model dành cho thị trường châu Âu. Đoạn văn bản dò dỉ còn xuất hiện tên mã là Win 2, có nghĩa là người chiến thắng 2, là phiên bản kỷ niệm của Galaxy Fold. Chiếc này sẽ đi kèm với Snapdragon 865, kể cả phiên bản thị trường châu Âu. Redmi K30 Pro sẽ sở hữu hai camera IMX 686-64MP Dual OIS Video 8K. Theo hình ảnh dò dỉ thì Redmi K30 Pro sẽ không chỉ có một mà là hai cảm biến Sony IMX 686-64MP, trong đó một chiếc được sử dụng làm camera chính và chiếc còn lại có nhiệm vụ là chụp ảnh tele. Thông số kỹ thuật khác bao gồm zoom quang 3x, zoom kỹ thuật số lên tới 30x, khá giống với Samsung Galaxy S20 và S20+, cảm biến 64MP lớn với tỷ lệ là 1:1.7 inch và sử dụng tính năng cạo ra các pixel có kích thước là 16MP 1.6 micromet. Thiết bị cũng có khả năng quay video 8K. Cả hai camera 64MP đều cung cấp tính năng ổn định hình ảnh quang học. Và cuối cùng là Redmi K30 Pro sẽ có thêm một màu mới, màu xám. Các phiên bản xuất hiện trong teaser còn có màu tím, màu xanh và màu trắng. Bắt đầu từ tuần này thì Apple sẽ giới hạn số lượng iPhone, iPad Pro, MacBook Air và Mac Mini mà mỗi người dùng có thể đặt mua trên cửa hàng trực tuyến của hãng. Chính sách hạn chế được áp dụng tại nhiều nước châu Á, bao gồm Đài Loan, Singapore, Hồng Kông và Trung Quốc. Cụ thể từ ngày 18 tháng 3, mỗi người chỉ có thể mua tối đa 2 chiếc iPhone trong một đơn hàng nhưng phải là 2 model khác nhau. Đối với MacBook Air và Mac Mini mới thì số lượng thiết bị mà mỗi khách hàng có thể mua là 5 chiếc, trong khi đó iPad Pro mới cũng giới hạn tối đa là 2 chiếc cho cả hai model, 12,9 inch và 11 inch. Ở thời điểm hiện tại, các đối tác lắp ráp iPhone đã mở cửa nhà máy và hoạt động trở lại. Tuy nhiên thì tốc độ khôi phục dây chuyền sản xuất vẫn chậm hơn nhiều so với dự kiến. Do đó, trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm vì Covid-19, Apple đã phải thay đổi chính sách và giới hạn số lượng sản phẩm tối đa cho mỗi khách hàng. Theo báo cáo cực sốc của Stress Analytics thì Xiaomi đã chính thức vượt mặt Huawei để trở thành nhà sản xuất smartphone lớn thứ 3 thế giới trong tháng 2 năm 2020. Đây cũng là lần đầu tiên mà Xiaomi có thể vượt qua đối thủ đồng hương Huawei. Sản lượng smartphone xuất xưởng và doanh số bán hàng của Huawei đã giảm lần lượt là 69% và 64%. Nhờ đó mà Xiaomi đã bứt phá để giành vị trí số 3, chỉ xếp sau Samsung và Apple. Mặc dù trong tháng 2, sản lượng sản xuất smartphone xuất xưởng và doanh số bán hàng của Xiaomi cũng giảm 32% và 29%. Chênh lệch giữa Xiaomi và Huawei hiện tại là con số khoảng 500.000 chiếc smartphone. Sản lượng smartphone của Xiaomi là 6 triệu chiếc, còn Huawei đạt 5,5 triệu chiếc trong tháng 2 năm 2020. Samsung vẫn chiếm vị trí số 1 như thường lệ với 18,2 triệu thiết bị. Tiếp theo là Apple đứng thứ 2 với 10,2 triệu thiết bị và vị trí số 5, số 6 thuộc về Oppo và Vivo. Vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy ấn tượng với tin tức nào nhất thì hãy cùng để lại ý kiến ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.